Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ nhà AFF Cup bất ngờ ra quy định gây khó dễ cho Việt Nam. Chủ nhà Singapore bất ngờ ra quy định khiến cổ động viên Việt Nam gặp khó khăn khi tới cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại AFF Cup 2022. 19 giờ 30 ngày 30 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chuyến làm khách trước Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022. Đều có được 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, đội chiến thắng sẽ sớm giành vé đi tiếp. Việc phải thi đấu trên sân khách sẽ là bất lợi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Dẫu vậy, kiều bào tại Singapore và nhiều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đã lên đường tới đảo quốc sư tử để tiếp lửa cho những chiến binh sao vàng. Do vậy, chủ nhà Singapore lại vừa bất ngờ ra quy định mới, gây khó dễ cho cổ động viên Việt Nam tới sân ủng hộ huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò. Theo đó, ban tổ chức nước chủ nhà đang siết chặt các quy định an ninh. Tất cả các cổ động viên Việt Nam chỉ được ngồi trong khu vực của đội khách trên sân Jalan Besar, không được phép ngồi ở khu vực đội nhà dù sở hữu vé ở khu vực này. Được biết, mọi khán giả vào sân Jalan Besar sẽ được kiểm tra căn cước. Những ai có thẻ căn cước Singapore thì mới được vào khu vực cổ động viên đội nhà. Người Việt Nam ngay cả khi có vé khu vực chủ nhà cũng sẽ bị mời ra khỏi sân. Một năm trước ở kỳ AFF Cup 2020 tổ chức tại Singapore, đội tuyển Việt Nam như được đá trên sân nhà, khi có rất đông người hâm mộ đến sân Bi-San để cổ vũ cho đội bóng quê hương, để được vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, rất nhiều kiều bào của chúng ta sẵn sàng xin nghỉ làm, lùng sục săn tìm vé vào sân. Thông tin từ một số bà con Việt Nam tại Singapore cho biết, quy định mới của chủ nhà AFF Cup như tiếng sét đánh vào khát khao của mọi người vì rất ít người có thể kịp mua vé dành cho cổ động viên Việt Nam. Sân Jalan Besa có sức chứa 6.000 chỗ ngồi, nhưng vé mời đã chiếm đến 2.500, số lượng bán ra chỉ khoảng 3.500 vé. Ban tổ chức sân Jalan Besa dành 8% số vé cho cổ động viên đội khách, tức là chỉ khoảng 280 vé. Không những vậy, ở lần tiếp đón đội tuyển Việt Nam này, Singapore sử dụng sân mặt cỏ nhân tạo thay vì sân cỏ tự nhiên Bisan như AFF Cup 2020 năm ngoái. Điều này cũng là bất lợi cho Hùng Dũng và các đồng đội ở cuộc đọ sức tới đây. 19h30 ngày 30 tháng 12, tuyển Việt Nam gặp Singapore, quyết thắng chủ nhà. Đội thắng trong cặp đấu giữa Việt Nam và Singapore sẽ vào bán kết, đủ nói lên tính chất quyết liệt của trận đấu trên sân Jalan Besar lúc 19h30 hôm nay. Đội thắng trong cặp đấu giữa tuyển Việt Nam phải dốc hết sức để chiến thắng và giải quyết sớm tấm vé đi tiếp. Tuyển Việt Nam rộng đường vào bán kết. Trận gặp Singapore vào tối nay sẽ là bước ngoặt quan trọng của tuyển Việt Nam trong mục tiêu đầu tiên là lọt vào vòng knockout AFF Cup 2022. Điều lệ giải quy định xếp hạng ở vòng bảng với thứ tự ưu tiên là điểm số, hiệu số bàn thắng, số bàn thắng ở tất cả các trận. Sau đó, ban tổ chức mới xét đối đầu giữa các đội bằng nhau cả 3 chỉ số trên. Trước lượt đấu này, đang có cùng 6 điểm, nhưng tuyển Việt Nam có hiệu số vượt trội là dương 9 so với Malaysia và Singapore, dương 3. Nếu tối nay thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thắng Singapore sẽ không những duy trì vị trí thứ nhất mà còn đoạt tấm vé đầu tiên bảng B vào bán kết. Ngay cả khi hòa Singapore, tuyển Việt Nam vẫn rộng đường đi tiếp nếu thắng Myanmar ở lượt cuối để có 10 điểm cùng hiệu số bàn thắng là dương 10 trở lên. Malaysia nếu thắng Singapore lượt cuối cũng chỉ có 9 điểm. Biến số sẽ chỉ xảy ra nếu Singapore thắng Malaysia với cách biệt hơn 6 bàn so với tỷ số trận Việt Nam gặp Myanmar. Khả năng này là không cao. Nói vậy để thấy giá trị của chiến thắng 3-0 trước Malaysia tại Mỹ Đình là rất lớn. Tuy nhiên, kết quả hòa trước Singapore không phải là kế hoạch ông Park muốn hướng đến. Mục tiêu ông đặt ra cho tuyển Việt Nam rất rõ ràng, duy trì thế trận chủ động, chắc chắn và giải quyết dứt điểm Singapore để tránh mướt mồ hôi đua sức với Myanmar ở trận cuối. Lẽ dĩ nhiên bài học về những thẻ phạt không đáng có, cộng thêm việc Singapore có lợi thế sân nhà cũng sẽ được ông Park lưu ý kỹ để các học trò chơi áp sát mạnh mẽ nhưng tránh động tác thừa có thể dẫn đến rủi ro về thẻ phạt. Ông Park bày tỏ mục tiêu của tuyển Việt Nam luôn hướng đến chiến thắng mặc dù đây là trận đấu trên sân khách cả Việt Nam và Singapore đều đang có hai chiến thắng ai thắng trận đấu tới sẽ chắc chắn vào bán kết AFF à Cup 2022 nhưng quả thật tôi vẫn chưa hiểu lắm tại sao Singapore có sân vận động quốc gia hiện đại cỏ tự nhiên rất đẹp không dùng lại sử dụng sân cỏ nhân tạo tại Jalan Besar điều chỉnh nhưng phải đảm bảo cân bằng Tiền Việt Nam hướng đến trận thắng thứ ba liên tiếp với điểm mạnh nhất là hàng thủ vẫn đang giữ sạch lưới sau 180 phút trước Lào và Malaysia. Đây sẽ vẫn là điểm tựa cho mọi tính toán của ông Park, khi chủ nhà Singapore cũng rất quyết tâm vì thắng là sẽ vào bán kết. Cân nhắc lớn nhất của ông Park lúc này là sử dụng Thành Trung bị đau cơ khép nhẹ hay là Bùi Tiến Dũng. Ở tuyến giữa, bộ ba Hoàng Đức, Văn Đức, Hồng Dũng vẫn đang chơi rất mượt mà trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Quang Hải chơi ổn khi được tung vào sân trong 10 phút cuối trận thắng Malaysia, kiến tạo đẳng cấp cho Hoàng Đức ghi bàn. Có thể tùy diễn biến trận đấu mà ông Park sẽ sử dụng Quang Hải trên sân Jalan Besa. Đội hình dự kiến bên phía tuyển Singapore có Jaifun Nizam vị trí thủ môn, Saki Hamza, Hafin Noor, Van Hujen, Amu Haris Harun, Sulaiman, Sa Sahiran, Ihan Fandi, Faris Ramli và Shawa Anua. Bên phía tuyển Việt Nam có Đặng Văn Lâm ở vị trí thủ môn, các hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu. Các tiền đạo là Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải hoặc là Phạm Tuấn Hải. Huấn luyện viên Park bày tỏ: Sân cỏ nhân tạo dễ dàng gây chấn thương hơn cho cầu thủ. Chúng tôi có vài cầu thủ ở Hà Nội từng đá sân này, nhưng có vài cầu thủ khác đã không đá sân cỏ nhân tạo. May là đa phần cầu thủ Việt Nam từ nhỏ quen đá sân cỏ nhân tạo ở các học viện bóng đá. Tôi đã xem hai trận Singapore gặp Myanmar và Lào. Thấy rằng họ thay đổi rất nhiều cầu thủ so với trận giao hữu với tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Không rõ trận tối nay họ dùng đội hình nào nhưng thấy rằng cách tổ chức phòng ngự của tuyển Singapore vẫn không thay đổi nhiều. Hàng công tuyển Singapore có một số cầu thủ tấn công tốc độ. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam đã chuẩn bị tốt để hướng đến chiến thắng. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đẳng cấp sẽ làm nên chuyện. Cho dù Singapore mạnh về thể lực, thể hình và lợi thế sân nhà nhưng tôi xem hai trận đấu họ vừa đá thắng hai đối thủ yếu trong bảng cũng không có gì thuyết phục tất nhiên tôi không đánh giá thấp họ nhưng rõ ràng đẳng cấp của singapore thời điểm này không thể sánh với việt nam họ đã đơn giản phát huy tốc độ của các mũi nhọn hay truyền dài vượt tuyến và sử dụng bóng bổng cũng như trông chờ vào tình huống cố định những vũ khí đó của họ tôi tin là ông park đã nhận ra ngay và biết cách khắc chế điều quan trọng lúc này của tuyển việt nam không phải thực lực của đối thủ vì đẳng cấp chúng ta chắc chắn là nhìn hơn Vấn đề là thái độ thi đấu của Việt Nam cần phải siết chặt hệ thống phòng ngự, chơi tập trung, không để đối thủ có cơ hội áp sát bằng bóng bổng và hóa giải những pha treo ngược vào sâu trước vòng 16m50. Tôi nghĩ ông Park sử dụng chiêu nhử đối phương tràn lên nhưng vẫn chỉ đạo cầu thủ phải kiểm soát bóng thật tốt, không cho họ hưng phấn tâm lý. Hàng công Việt Nam đang chơi tốt, cần có sự kiên nhẫn và tận dụng cơ hội thật hay. Chỉ cần làm được như vậy và giữ cái đầu thật bình tĩnh, tránh xa đà vào sự khiêu khích của đối thủ. Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ sớm giải quyết trận đấu một cách thuận lợi. Tôi hy vọng sự bùng nổ của Quang Hải. Anh rất tinh quái khi truyền cho Hoàng Đức ghi bàn. Đá với những đội có sức mạnh nhưng thiếu sự mềm mại như Singapore thì những gì Quang Hải thể hiện sẽ giúp lối đá của Việt Nam có đột biến. Dĩ nhiên chủ trương của thầy Park chỉ cần thắng là đủ, không quan trọng quá tỷ số vì tuyển Việt Nam cần tính đường dài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.